Những ngày qua, nhiều hộ dân, người tham gia giao thông ở một số khu vực nội ô thành phố Cần Thơ không khỏi bức xúc trước tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ gây ô nhiễm, hôi thối trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt ở những điểm tập kết rác như chân cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, khu vực gần cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ, cầu Đầu Sấu, gầm cầu Bình Thủy 2. Tại những địa điểm này, rác thải ùn ứ chất thành đống, không chỉ bốc mùi hôi thối nồng nặc mà còn là làm mất mỹ quan đô thị. Thì trước về đến đây là cái hồ này rất trọng, rất chi là thải rác rất nhiều. Thì chúng tôi đã phải dọn hết ở cái khu này, cái đống rác từ trước nhà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và quanh khu dân cư ở đây ấy, và ảnh hưởng đến sức khỏe là rất nhiều. Thì theo như một người dân chúng tôi là có một cái đề xuất mà các cô các chú bên môi trường là biết thế nào để cái đống rác này là bây giờ là người dân không vứt rác bừa bãi và phải quy định có một cái nơi để rác để cho môi trường họ mang đi đến nơi khác đốt cho nó sạch sẽ. Khi không có bây giờ ở đây là nó ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống của bà con hàng xóm nhân dân ở đây là rất là nhiều. Theo thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường Cần Thơ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải ùn ứ là do trước đây, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt EB, gọi tắt là công ty EB, tiếp nhận rác thải từ 5 giờ sáng đến 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, kể từ ngày 15 tháng 2, thực hiện đúng theo hợp đồng, nhà máy này chỉ tiếp nhận rác từ 5 giờ sáng đến 13 giờ hàng ngày. Đặc biệt, dự kiến từ ngày 1 tháng 4, nhà máy này sẽ dừng vận hành từ 30 đến 45 ngày để đại tu. Với ước tính khối lượng rác thải khoảng 200 tấn một ngày hiện nay, thì trong thời gian công ty EB đại tu, Cần Thơ có thể bị tồn ứ từ 6.000 đến 9.000 tấn rác thải. Chưa kể nhu cầu xử lý rác đang tồn đọng tại các bãi rác hiện hữu trên địa bàn khoảng 801.000 tấn. Để tìm cách tháo gỡ thực trạng ùn ứ rác, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã triệu tập lãnh đạo các quận huyện và các sở ngành liên quan. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Cần Thơ đã thống nhất phương án lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian công ty EB duy tu nhà máy. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho vận chuyển khoảng 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt ở quận Ninh Kiều đem về chứa tạm trong khu xử lý chất thải rắn xã Đông Thắng ở huyện Cờ Đỏ. Đồng thời, Sở đề nghị nhà máy xử lý rác EB điều chỉnh tăng thời gian tiếp nhận rác như trước đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu trước mắt Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ nhanh chóng có biện pháp cải tạo, nâng cấp bãi rác Đông Thắng để chứa rác tạm trong thời gian tới. Bãi rác này cần phải đảm bảo đủ chỗ cho 10.000 tấn rác trong thời gian công ty EB đại tu. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các quận huyện cần thông báo cho người dân thời gian lấy rác, các điểm chứa rác công cộng phải có giải pháp giám sát để rác đúng nơi quy định. Các địa phương phải bố trí các điểm trung chuyển rác, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để người dân bức xúc thêm.